trong những chương trình năm nay mà chúng tôi phải nói rằng là nhà nhà biết, người người biết, đa quốc gia đi tới chỗ nào có người Việt là người ta đều biết tới cái chương trình này. Thưa quý vị, chúng tôi phải nói đến người ấy là ai. Và trên sân khấu vừa rồi là những chàng trai tuyệt vời của người ấy là ai, để minh chứng cho quý vị thấy rằng là chương trình không chỉ thành công về cái mặt social, có nghĩa là nhiều người xem, mà chương trình còn mang lại cái giá trị cho cộng đồng. Rất nhiều bố mẹ đã thoáng hơn trong cái việc chấp nhận giới tính cho con. Rất là nhiều người đã thoáng hơn trong cái việc là chia sẻ tình cảm mình cho cái người đối diện biết là mình đang nghĩ cái gì, thay vì là giấu nó vào trong. Ở Việt Nam chúng tôi mới làm có mùa 2 thôi, có nghĩa là khoảng 20 mấy tập. Thì hiện nay rất vui mừng được thông báo với quý vị rằng là chương trình truyền hình thực tế với những phép màu đã xảy ra trên sân khấu là hoàn toàn có thật, với cặp đôi mà chúng tôi mời quý vị giao lưu ngay sau đây. Họ chính thức đến với nhau sau chương trình Người ấy là ai. Nếu quý vị có theo dõi chương trình Người ấy là ai, chắc là cũng nhớ gương mặt của hai nhân vật này. Bây giờ các bạn có thể gợi nhớ lại, giới thiệu một tí về bản thân mình đi nào. Em là Thiên Nguyện. Em có tham gia tập Người ấy là ai ở tập 14. Hôm nay rất là vui được đồng hành cùng một cái người mà em đã cố gắng chinh phục trong khoảng thời gian em tham gia chương trình đó. Em là Cẩm Tú và em là nữ chính ở trong tập 14 Người ấy là ai ạ. Để cho hỏi là cái mối quan hệ hiện nay của hai bạn là gì? Tụi em tới đây rồi anh. Ủa là sao? Là đính hôn rồi hả? Dạ, dạ anh cũng vừa mới cầu hôn em ạ. Ồ. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2020 vừa qua, cặp đôi Cẩm Tú và Thiên Nguyện ở tập 14 của Người ấy là ai mùa 2 đã tổ chức lễ đính hôn và chính thức chuẩn bị cho chặng đường trở thành vợ chồng trong tương lai. Quả ngọt của cặp đôi chính là bằng chứng cho giá trị chân thực mà Người ấy là ai mang lại. Rồi em mất bao nhiêu thời gian để mà em có thể cua được bà xã tương lai của em? Bao lâu em ha? Vừa mới quay chương trình xong á anh, là ngay buổi sáng hôm sau là anh đã đứng trước cổng đài để mà đón em đi ăn rồi. Em có thấy là em tham gia chương trình là một sự quyết định hoàn toàn chính xác không? Dạ, đến bây giờ thì cả em và Tú đều cảm nhận là cái việc em tham gia chương trình thật sự rất là đúng đắn. Chứ em nói với khán giả và những cái người mà sắp sửa tham gia chương trình, nếu có một lời khuyên thì em khuyên họ như thế nào? Hãy mạnh dạn, cứ cho cái cảm xúc mình nó thể hiện được tốt nhất. Tại vì mình có thể lướt qua rất nhiều người trong cuộc đời này, nhưng mà để có được một người mình có thể cảm giác mình muốn dừng lại, mình muốn nói chuyện, thì hãy nắm bắt cơ hội đó. Đúng, rõ ràng. Ai cũng tưởng chương trình là lên là chơi cho vui, dạ không có. Dĩ nhiên ngoài cái vui nó là một chuyện, nhưng mà biết đâu mình tự cho mình một cơ hội, đúng không em? Đó, thưa quý vị, rõ ràng minh chứng đây là một cặp đôi đã thành đôi và họ sắp sửa tổ chức đám cưới để gọi nhau là vợ chồng sau một chương trình truyền thực tế hoàn toàn có thật đến từ Người ấy là ai. Một tràng vỗ tay. Khoan khoan, chưa xong nha. Cho đang bắt tay gái đi chứ ngồi hai mùa rồi ế quá. À lấy hơn. Lấy hơn gái được không? Dạ Giang, dạ. Em không cần phải làm như vậy. Không, chúc mừng đầu tiên, chúc mừng hai bạn trước phải chúc đã. Chúc mừng như vậy. Chúc mừng hai bạn, thì Giang ngồi đó mà đang biết hai bạn không thể tin nổi là thành công vậy luôn á. Cho Giang bắt tay cái chứ Giang ngồi hết chương trình này, chương trình kia không có ai dẫn luôn đi. Dạ. Em dẫn chương trình luôn đi em. Dạ không ạ, em đã, em lấy hên chút thôi. Em đứng yên đó, anh không cho em về, em đã lỡ ra thì em đứng đây. Trước tiên là chúc hai em trăm năm hạnh phúc nha, để cho mọi người thấy được cái niềm tin trong chương trình, để cho Giang thấy được rằng là rờ là hên liền. Thì cũng giới thiệu em, một nam thần mà em đã lựa chọn trong tập của em. Anh thấy cái anh đây cũng ngồi đâu đây? Đây, soái ca của em đây. À, ủa anh, ngày năm nhớ là em chọn sai mà đúng không? Anh đó lúc đó có người yêu rồi. Em ơi, chưa chắc bây giờ người ta còn người yêu. Em phải hiểu vạn vật đều thay đổi theo thời gian. Can you introduce yourself one more time? Hi, xin chào, mình tên là Huy Trần. Mình có tham gia Người là ai của mùa 1. Rất may là được Giang chọn Huy, nhưng mà thời đó là Huy vẫn có người yêu. Thời đó. But now I'm single. Now I'm single. Oh. See. Quý vị thấy hơn không? Rờ cái là hơn liền ngay lập tức, quý vị thấy không? Thôi chỉ tới rồi các em ơi. So, would you like to have a dinner?
with the most beautiful singer? Yeah, if she don't mind. If she don't mind. I really want. Really want. Okay, so okay. Nhắc nhau về bàn ngồi riêng để hẹn đi, có cuộc hẹn đi, okay. Khủng khiếp thiệt quý vị. Rờ một cái là có liền. Rờ một cái là có liền. Xin lỗi. Trời, Hiền Hồ ơi, Đức xin lộc nha. Thưa quý vị, một lát nữa mình sẽ được gặp Hiền Hồ trong chương trình của mình để xem coi là Đức rờ là lộc có tới hay không nha quý vị nha. Ở đây quý vị thấy là có những chàng trai rất là hot trong chương trình. Đây là cái cặp đôi mà anh em đó. Hiện em còn độc thân không cưng? Em vẫn còn độc thân ạ. Ngân. Dạ. Em có nhã hứng gì không? Em thì ở chỗ đông người thì em hơi ngại. Cái gì? Ai la dữ vậy? Chị Thư, mình bệnh đó. Mình đang bị khan tiếng thôi chứ mình không có nhắc nhở. Chị Thư ơi. Cái gì chuyện chị em mình về nhà nói sao nha Thư? Bình tĩnh nha, người ta vẫn ngồi đó. Từ đây đến cuối chương trình ai muốn làm gì làm nha, tôi không biết. Và thậm chí là bên này cũng có những chàng trai khá là hot. Đây nè, bạn này đây nè. Sao rồi? Em còn độc thân không? Gì vậy Ngọc? Ngọc ơi! Gì vậy Ngọc? Người ta có người yêu rồi nha. Mình ơi! Mình đón giao thừa mình ơi! Em làm sao vậy? Chút xíu nha. Em còn độc thân không nè? Còn. Nhưng mà còn màu xanh lá cây không? Anh yên tâm. Nha, để anh lo cho Ngọc lắm á nha. Anh ơi, mùa sau cho em làm khách mời được không? Nếu có thể. Wow, good evening Vietnam. Wow, fantastic audience. Hello. Yes, my name is Stefan Leishen and I come from Paris. So I brought a little souvenir for you from Paris. I hope you will like it. I'm so happy to be here. We have the new year in Paris with this. Are you ready? To open this, I need a very special silver opener. Are you ready? Happy New Year, Vietnam. Chúc mừng năm mới. Yes! I have a lot of presents for you. May I join you at your table? Yes? Hello. This is a flower from Paris. I hope you will like it. Hen. Yes. Okay, do you recognize this? Yes. Okay, if I put it on the stem, it looks like a real rose. But with the fire of passion, I'll go slowly here, really becomes. Wow! That's for you, a flower from Paris. The problem is where the second one comes from. One, two, three. I wanted to do a trick with some money. If you have a banknote I can borrow, because I have no banknotes left. All my money has gone out of fire. You're burning an LV. Yes. That's all I have. Anybody's got a banknote? Yeah. I can lend you one. I have no. Oh, thank you very much. Có 50 thiệt. Ủa, không phải, tại cái màu này nó sang. This is what we call liquid money in France. Really liquid. I'll go slowly here. Oh. Wow. And you can put more. Impressive. Thank you very much. Thank you. And that's your banknote, of course. It'll be down there. Oh, yes, you got there. Maybe here in the rose, there's a one banknote. It's yours. Thank you very much. Thank that's you. Your Anybody's got a ring I can borrow? Yes, you have a ring? Okay. Yes. Here.
Okay, we can do that with you. Tan, may I trust you and ask you to hold this a few seconds? Oh, I don't trust myself. This is the key of my car, and okay. I want maybe... Jennifer. Okay, stand there. That's perfect. Jennifer, you have a ring I can borrow? Yeah. I like your dress. It's very brilliant. So Jennifer, slowly the ring will disappear. I will not make it disappear. You will make it disappear. One, two, three. Where is my ring? It's back on your finger. No. It should be. Yeah. Oh, sometimes it doesn't work. Sorry. Bye bye. Mất cái nhẫn nha. Ừ. Mày đặt tài lanh tài khôn đó. My ring. Ừ. Mary ring. Mary ring. Trời ơi. So, Tan, may I ask you? So I go very, very slowly so everybody can see. That inside, can you see the ring is already there? I'll go very, very slowly. Hope you will see it. Put your two hands like this. Why? Looks like. Can you take it off? Đúng không? I don't know, my ring is diamond. Diamond, trời ơi, tham thiệt. Dễ sợ thiệt. Đưa cái nhẫn đồng đó, đưa nói tại diamond. Thiệt tình. Oh my God, impressive. Thank you, thank you, thank you. But I need a small paper tissue. Do you have a paper tissue? Paper tissue? Oh, yes, yes, perfect. Oh, that's perfect, thank you. Because I brought some snow from Paris also. De la neige. How do you say snow in Vietnamese? Snow? Tuyết. How? Tuyết. Tuyết. Okay, what? Nuit. Okay, watch. I'll try. Yeah, I was only 4 years old and my grandfather showed me this trick, the snow. Thank you. Yeah. So I need a little bit of water. Yes, you can. A little bit of water. But one day my grandfather told me, to have snow, you just need a little bit of wind and a lot of love. Are you ready? And for the first time, I was only 4 years old. Thank you very much. Wonderful performance. Chúc mừng năm mới. Ladies and gentlemen, please give it up for Stabilizer from Paris. Thank you.